TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn. Dạ, một lần nữa TV xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn nha. Dạ, trước hết thì với cái đề tài là đối thoại thì hôm nay trước khi TV livestream thì TV256 có nghe cái đoạn video clip của chị Bùi Thị Minh Hằng. Thì hôm nay TV muốn cho quý anh chị em nghe về những cái tiếng nói mà cái đoạn video clip sau cùng của chị Bùi Thị Minh Hằng mới vừa phát đây thôi ha. Mời quý anh chị lắng nghe nha. Mình cho đến giờ, đúng không? Tôi có chết thì bây giờ năm mấy tuổi cũng là nhiều rồi. Thế nhưng mà tôi nói thẳng với các ông một điều rằng các ông đừng bao giờ làm những cái trò hạ thấp đê đối với cả người dân tôi nói chung và cá nhân tôi nói riêng cả nhé. Bởi vì tôi chẳng hề sợ các ông. Thậm chí những cái trò mèo ấy, mèo đường chó điếm, những cái trò bẩn thỉu các ông ấy tôi biết hết. Tôi biết hết mà tôi nói thật, tôi vừa khinh mà tôi vừa thương hại các ông nữa. Tôi khinh các ông ở chỗ những cái thằng đần ông như các ông ấy, phải không? Mà phải đi đánh dưới lưng quần của người phụ nữ như tôi. Tôi thương hại cho các ông nhá, là bởi vì các ông chỉ vì là cái là thanh kiếm lá trắng của Đảng mà các ông trở thành những kẻ tội đồ, tội ác. Các ông bán hết tất cả những cái tình cảm ở cái địa bàn Vũng Tàu này bao nhiêu năm nay. Có bao nhiêu kẻ phải nhờ vả đến tôi, có bao nhiêu kẻ phải đô bán vào tôi, thấy không? Tự các ông biết nha. Các ông không, bây giờ tôi nói là tôi chẳng cần nhắc tên ai ra đây, thấy không? Thì tự kẻ nào từng phải đô bán, từng phải nhờ vả tôi. Lý Ngọc Thương còn năn nỉ mà anh sắp về hưu rồi, em về đi, rồi anh em mình bàn chuyện làm ăn, thấy không? Bùi Thị Minh Hằng là ai? Thì ở cái đất Vũng Tàu này ấy, người ta biết nhiều hơn cả nơi tôi sinh ra nữa. Cho nên các người đừng bao giờ đi bôi nhọ tôi nhá. Đừng bao giờ tính đến chuyện gài bẫy tôi. Thay vì làm những việc đó, đúng không? Thì các vị hãy sám hối, hãy làm những điều tử tế với tôi. Còn cái nhà tôi đây này, tôi tuyên bố một câu này: nếu có mất trắng các nhà này nhá, tôi chưa bao giờ phải tiếp nó trong vòng nửa tiếng cả. Bởi vì tại sao? Bởi vì tôi hai bàn tay trắng và ba đứa con ở cái đất Vũng Tàu này, đúng không? Bây giờ tôi có trở về mo, tôi không nhà không cửa đi thì con tôi cũng đã trưởng thành, có nghĩa rằng tôi cũng đã đạt được đó, nhiệm vụ làm mẹ của tôi đã hoàn thành nhé. Và tôi bây giờ ấy không phải là Bùi Thị Minh Hằng của hai mươi mấy năm trước mà nó cũng chẳng phải cái đất Vũng Tàu này nữa. Tôi giờ đi 63 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam này, tôi đều có cơm ăn, tôi đều có nhà ở, tôi đều có những vòng tay của nhân dân ôm tôi nhé, dành cho tôi tất cả những cái tình cảm mà ấm áp nhất. Cho nên tại sao ấy, Facebook của tôi ấy, tôi giống như là một cái nhật trình, nhật ký trong ngày thôi. Tôi làm gì tôi đều khoe ra để cho mọi người chia niềm vui với tôi nhá. Mọi người chia sẻ những cái buồn với tôi đó, những ai đến với tôi tôi đều khoe ra hết. Thế thì tôi hỏi các ông một điều rằng bản thân những ông mà nắm chức quyền ở cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này các ông quan chức quan quyền cỡ nào tôi không cần biết, những ai quỳ lại các ông không cần biết, nhưng bao nhiêu đời lãnh đạo giám đốc công an, đúng không, đã từng làm bạn của tôi. Thì đến giờ này tôi hỏi thẳng các ông này, các ông đã được những tình cảm như tôi chưa, hay là khi các ông về hưu rồi lập tức chúng nó nhổ nước miếng vào mặt, lập tức chúng nó coi trinh. Bởi vì cái quan chức quan là nhất thời, mà dân thì là vạn đạo. Từ xưa đến nay tôi là dân, tôi là những người dân mà đi từ những cái bước thấp nhất, bò lên cái đất Vũng Tàu này để đứng lên nhá. Và đến bây giờ tôi vẫn muốn đứng lên để làm gì? Để làm người. Tôi thương các ông rằng tôi đứng lên để làm người chứ không phải để mà làm những kẻ mọt dợ nhá, làm kẻ dối trá, làm những kẻ bất nhân như các ông từng làm. Cho nên tôi nói để các ông biết. Và tôi kêu gọi người dân, tôi thẳng thắn là tôi kêu gọi người dân phải tự đứng lên để bảo vệ lấy mình, phải đứng lên để khẳng định cái quyền sống của mình. Còn nếu mà người nào nói là họ muốn chết
hay là sợ quá tôi thà chết thì tôi chịu, tôi bó tay nhé. Nhưng còn muốn sống, còn muốn làm người thì tôi đề nghị tất cả hãy đứng lên. Cái nhóm bảo vệ công dân và giám sát tất cả những cái việc của cơ quan công quyền không chỉ hình thành ở Vũng Tàu mà nó sẽ hình thành ở 63 tỉnh thành trên cả nước đó. Rồi từ đó chúng ta sẽ liên kết lại, bất cứ một cái vô việc gì mà chính quyền làm sai chúng ta có quyền đưa lên, chúng ta có quyền kêu cứu để mọi người chia sẻ. Đấy là toàn bộ những cái suy nghĩ, cái tâm huyết của tôi. Còn tôi nói, cô hôm nay tôi nói như thế là cũng tương đối đầy đủ những cái gì mà tôi biết về cái hệ thống an ninh mật vụ của các ông, những cái gì mà ở cái địa phương này trở mặt đối xử với tôi trong cái thời gian từ lúc tôi đi đấu tranh đến nay. Các ông có thể làm được cô lập tôi, các ông có thể bao vây kinh tế tôi, các ông có thể cướp nhà tôi, các ông làm đi nhé. Các ông đừng nghĩ rằng sau những việc đó các ông làm không ai đến với tôi nữa, không ai giúp đỡ tôi nữa, nhà cửa tôi mất trắng thì lúc đó tôi sẽ không đấu tranh. Các ông nhầm đấy, khi mà tôi đến cái mức đó ấy, thì tôi xin thưa rằng ấy, tôi sợ là có những nhiều kẻ không còn tồn tại để chứng kiến nữa, hiểu không? Đó là bởi vì tôi nói cái này là quy luật thôi. Các ông dồn con người ta đến đường cùng nhé, chắc chắn người ta sẽ đáp trả các ông. Mà tôi không nói, tôi cũng chẳng nguyền rủa đâu, nhưng đúng 3 năm tôi đi tù là 3 tên đã chết rồi. Thứ 3 tên đã chết là một tên phó phường 4, thứ hai là một tên hình sự phường 4, đều là những kẻ từng mang ơn tôi rồi từng cháo trở đối với tôi nhé, chết rồi đó, đúng không? Thêm một thông tin nữa mới đây là cái thằng mà gài bẫy con tôi vào khách sạn để mà khống chế cháu nhé. Nói chung là muốn tiêu diệt, không làm gì được tôi trong trại thì bằng cách là đánh vào gia đình tôi. Gia đình tôi mà bắt thì xong rồi, tôi không có liên hệ rồi thì đánh vào các con tôi, thấy không? Thì thằng đó tự tử chết. Các ông có nghĩ cái gì không? Hả? Cái Vũng Tàu nó nhỏ bé lắm. Một cái sự kiện nào tôi có lẽ không nhắc tên ra, nhưng tôi nói chừng đó thôi là các ông đủ biết rằng tôi đang nhắc đến những tên nào rồi, thấy không? Đó nhé. Tôi không hèn hạ để đấu tố những kẻ đã chết, nhưng tôi xin thương các ông, đấy là lời cảnh báo của tôi dành cho các ông. Bởi vì nhiều khi á nhá, luật nhân quả nó sẽ trả lời các ông sớm hơn những gì mà các ông phải đối mặt với tôi. Cho nên tôi xin các ông hãy dừng bàn tay tội ác. Công an an ninh Vũng Tàu Bà Rịa nói riêng và công an an ninh trên toàn quốc này nói chung, các ông hãy nhìn cái con đường để quay trở về với nhân dân, với tổ quốc nha. Bởi vì khi mà người dân quốc dẫn không còn chịu đựng được nữa thì các ông không thể đè bẹt nổi 90 triệu dân đâu. Đó, đấy là lời nhắn gửi chân thành của tôi. Đó, còn tôi đã ra một cái lời tuyên bố các ông rồi. Các ông muốn cô lập, các ông muốn vô khống, các ông muốn tiêu diệt nhé, các ông cứ làm. Bùi Thị Minh Hằng này đang đón chờ tất cả những gì mà nhà cầm quyền cộng sản đem đến cho mình. Còn ngược lại nhé, từ xưa cho đến nay, từ bản chất sinh ra lớn lên của tôi là luôn góp cái bàn tay mình để xây dựng xã hội, giúp đỡ rất nhiều người. Thì tôi nói với các ông rằng các ông lựa chọn đi, các ông lựa chọn giữa những cái tốt đẹp ha, để gắn bó, để mà con người với nhau, để mà còn phúc đức cho đời sau thì các ông lựa chọn. Còn nếu các ông lựa chọn đối đầu thì tôi tình nguyện là người đầu tiên. Đó, tôi tuyên bố các ông rồi đó. Tôi không biết những ai đấu lại các ông, riêng tôi căm thù tất cả những thói hư tật xấu, tôi căm thù những thứ nó tội ác gây ra đối với nhân dân, trong đó có gia đình tôi, thì tôi sẽ là người đầu tiên tiên chiến với các ông ấy. Các ông làm đi nhé. Tôi xin gửi những cái tâm tư của tôi, trong đó có rất nhiều những cái uất giận ngày hôm nay đến phía nhà cầm quyền. Đồng thời tôi cũng đã nói lên cái tâm tư của tôi, những cái mong muốn của tôi và những cái ý tưởng của tôi đến toàn thể các bà con, anh chị em, trong đó có những người cùng lên tiếng đấu tranh như tôi. Đó, các bạn hãy hiểu rõ cái ý của tôi nha. Cái ý của tôi không phải rằng là tôi thành lập để mà tôi đứng ra tôi cầm đầu hay làm gì cả. Đó, từ xưa tôi đã nói với mọi người rồi, khi đất nước này mà có dân chủ thì sẽ không ai nhìn thấy Bùi Thị Minh Hằng ở một cái cơ quan đoàn thể nào đâu. Bởi vì tôi còn quá nhiều những cái nỗi lo, những cái riêng tư mà cả cuộc đời tôi chưa thực hiện được nhé. Nhưng đây ấy, là bổn phận con dân ở một cái giai đoạn lịch sử của đất nước thì tôi trở thành người như thế này thôi nhé. Chứ còn ngày đất nước này có dân chủ, các đừng một người nào mà nghĩ rằng là bà Hằng này sẽ làm nọ làm kia, không có đâu
tôi chỉ có mê nhất là làm bếp, là bế cháu nha. Đấy, và điền viên thôi. Thế cho nên tôi xin và mong muốn các bạn là làm sao đó những việc mà chúng ta nhìn vào nhau, chúng ta thấy ở một nơi nào làm tốt thì chúng ta nên cứ như thế mà tiến hành. Và đây cũng không còn giai đoạn để các bạn né tránh nữa, đây là giai đoạn mà các bạn phải trực diện. Bởi vì rõ ràng chúng ta đang làm đúng mà, chúng ta đang làm tất cả những cái điều mà được pháp luật bảo hộ và phải có trách nhiệm với chúng ta. Mà tại sao chúng ta, đây là ta đòi, chúng ta không xin cái gì cả, chúng ta đang đòi những thứ của chính mình. Còn chúng ta không có xin ai một thứ gì vào cái thời điểm này nhé. Và tôi hy vọng rằng tôi nhận được những cái sự ủng hộ đó, hay những cái sự góp ý chân thành nhất. Cũng có một cái số chuyện tôi muốn nói nữa về những cái vấn đề trong đấu tranh, nhưng tôi sẽ tách rời ra để dành sang một cái cuộc. Dạ. Thì em Sáu lần nữa xin mến chào quý anh chị em. Thì hồi nãy giờ đó thì TV cho quý anh chị em nghe những cái lời phát biểu của cái đoạn video clip mà sau cùng của chị Bùi Thị Minh Hằng đó, mới phát đây đó, cách đây có khoảng là 2 đến 3 tiếng. Thì quả thật TV rất lấy làm vui, lấy làm hãnh diện có một người phụ nữ Việt Nam như vậy. Gọi là rất là khí khái, một người phụ nữ rất là can đảm, rất là can trường. Thì khi mà TV 256 tính là đưa cái đề tài đối thoại, nhưng mà tình cờ bắt được cái đoạn video clip của chị Bùi Thị Minh Hằng, thành ra TV muốn chia sẻ cái điểm đó cho quý anh chị em nghe. Và ít ra là cũng là có 4 tên công an mà đã gọi là ám hại chị rồi cũng bị chết hết rồi. Nó cái kiểu mà nó có giống như có nhân có quả đó. Thì theo lời của chị Bùi Thị Minh Hằng kể, thì cái ý của cái đoạn video clip này của chị Hằng đó là chỉ muốn thành lập một cái hội công dân để mà bảo vệ với nhau. Thì thấy cái ý kiến nó rất là hay, thì đồng ý vô cùng, đồng ý là tán thành cái sự mà thành lập một cái hội như vậy khắp 63 tỉnh thành. Tại vì chúng ta đang trong một cái thời kỳ mà nó quá nhiều bất công, quá nhiều cái đau thương cho cái dân tộc Việt Nam này, nó đang xảy đến. Và có một ngày nào nó rất gần là cái bọn giặc tàu nó đến xâm chiếm cái quê hương của chúng ta, không thể tránh đâu quý anh chị em à. Chúng ta nhìn thấy hết rồi, không phải là chỉ là biển cả nhiễm độc mà tất cả sông hồ đều bị nhiễm độc. Tất cả mọi thực phẩm gần như cũng bị nhiễm độc. Rồi làm sao mà đồng bào chúng ta trong nước mà sống được, thưa quý anh chị em. Thành ra đây cũng là một cái lời kêu gọi khẩn thiết của chị Hằng. Thì TV mong rằng quý anh chị em nghe cái đoạn audio clip này của chị Minh Hằng và TV 256, thì quý anh chị em phát tán rộng rãi ra để cho nhiều người tham dự vào cái hội mà nhân dân của chị Hằng sẽ sắp sửa thành lập khắp 63 tỉnh thành, sẽ có tất cả những người dân khắp 63 tỉnh thành. Dạ, cảm ơn bạn Hùng Nguyễn nha. Hay lắm, cái tư tưởng, cái ý kiến này rất là hay. Mà chị Hằng đó, TV xác quyết rằng là chị có khả năng, chị có khả năng, và chị là một người phụ nữ rất là can trường. Nói thiệt, TV viết cái phần mà cũng như mà giới thiệu về cái tiểu sử của cô Bùi Thị Minh Hằng, của chị Bùi Thị Minh Hằng đó, thì TV nói thật, 1000 trang sách cũng không có nói. Không có nói đủ những biết bao nhiêu câu chuyện nó xảy ra mà
biết bao nhiêu lần mà tù đài rồi rồi đụng tới biết bao nhiêu người, Nguyễn Thế Thảo rồi trong nhà tù đủ thứ hết á. Mình nghĩ là cả ngàn trang sách cũng không có viết hết nữa. Và tivi biết được đó là mới nghe là lúc mà đám ma của anh Trịnh Xuân Tùng đó, mà bị cái tên trung tá công an đánh mà gãy cổ đó, cái anh Trịnh Xuân Tùng đó là ba của chị gọi là Trịnh Kim Tiến đó. Nếu mà quý anh chị em nhớ thì cách đây là cũng lâu lắm rồi. Thì tivi biết được chị Bùi Thị Minh Hằng, tại vì chị có đến tham dự vào cái đám tang của gia đình chị Trịnh Kim Tiến. Mà Trịnh Kim Tiến là rất là nổi tiếng trong cái phong trào mà biểu tình nữa là khắp nơi, biểu tình khắp nơi hết á. Thì chị Trịnh Kim Tiến cũng rất là nổi tiếng đó. Chị Kim Tiến là vợ của anh mà Nguyễn Nhật cái gì Thành Hồ gì đó, đại khái là vậy nha. Thì tivi biết được chị Hằng là từ lúc đó, rồi đến những cái cuộc biểu tình mà đấu tranh chống giặc Tàu á, thì tivi nhớ lại là lần đầu tiên đó là có một cái cuộc biểu tình ở trên xe bus mà được gọi là có video rồi gửi ra ngoài hải ngoại, thì cá nhân tivi phổ biến cái đoạn video clip đó. Mà những người biểu tình bị bắt lên trên xe, rồi có nhiều cái sự kháng cự và người ta hô là đã đảo ở ngay ở trong xe luôn. Thì đại khái lần đầu tiên mà tivi chứng kiến được cái một người phụ nữ can trường như vậy. Và chị nói chị sẵn sàng chị chết trước cái đoàn xe tăng của giặc Tàu, mà nếu mà tiến đến là chị sẵn sàng chị hy sinh. Cái người phụ nữ như đến làm cho em làm cho tivi 256 đồng bào hải ngoại rất là cảm kích người phụ nữ này. Và sau này đó ở trong nước đó chị cũng đấu tranh liên tục, chị đấu tranh liên tục luôn, mà chị gọi là những lời nói của chị đó nó vào trong tù chị cũng có đấu tranh nữa, vào trong tù chị cũng có những cái lời mà hướng thị đối với những cái tên mà công an bắt chị. Hay lắm, người phụ nữ này quả thật là bao nhiêu lời nói của tivi chắc cũng không bao giờ đủ hết á. Tạm thời thì chúng ta bước qua cái phần mà tivi chia sẻ là cái phần đối thoại. Cái phần đối thoại á, thì chúng ta vừa nghe những cái clip về ông Võ Văn Thưởng. Võ Văn Thưởng đó là trưởng ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là ủy viên trung ương Bộ Chính trị. Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo là chúng ta biết là một cái chức vụ là rất là lớn, rất là quan trọng. Thì ông Thưởng ổng nói là ổng có thể là đối thoại với tất cả những cái thành phần gọi là bất đồng chính kiến. Thì khi mà tôi nghe được cái điều này á, thì nói thiệt hồi nào tới giờ đó là TV là chủ trương là phải là lật đổ cái Đảng Cộng sản. Cái điều mơ ước của thiên nhiên 56 hoặc là nhiều bà con khắp nơi trên toàn thế giới hoặc trong nước là mong muốn là giải thể được cái chế độ cộng sản, hoặc là giải tán được cái Đảng Cộng sản, giải tán cái chế độ cộng sản đó, thì mong muốn điều đó. Nhưng mà bây giờ cái ông Thưởng này đó, ông gọi là ông nói ông sẽ xin phép Bộ Chính trị
để mà nếu mà Bộ Chính trị đồng ý thì ổng sẽ là có thể là một người đứng ra để mà làm một cuộc đối thoại với mình, không biết là ổng lựa chọn như thế nào, đối thoại với những thành phần gọi là bất đồng chính kiến đó. Có thể nói là khi mình thấy nói trên đây đó, khi mà mình nghe những cái lời nói như vậy đó, mình thấy cái điểm thô bỉ ngay à. Khi mà anh đang cầm quyền và anh muốn đối thoại với người bất đồng chính kiến thì nói theo thì anh thấy thả tất cả những người bất đồng chính kiến ra, biết bao nhiêu người tù nhân bất đồng chính kiến còn trong nước, còn trong tù không? Từ anh Nguyễn Văn Đài, anh Trần Quỳnh Duy Thức, rồi Trung tá Trần Anh Kim, rồi anh Lê Thanh Tùng, rồi bây giờ anh Hoàng Quốc Bình nữa. Đó là tất cả những người bất đồng chính kiến đó. Tại sao các anh còn giam giữ mà các anh còn đòi đối thoại với người bất đồng chính kiến mà anh vẫn còn giam giữ? Thì những cái lời nói của anh nó hoàn toàn không giá trị. Những cái lời nói của anh người ta suy ra là các anh là làm những cái trò bịp bợm thôi. Các anh có thể các anh chọn những người nhiều khi này mà nó không phải là bất đồng chính kiến thật sự. Các anh chọn những cái người mà phe ta của các anh, ai mà biết được. Các anh nói thật, tôi biết các anh nằm dùng nhiều lắm. Nói về vấn đề mà những nhà đấu tranh dân chủ đó, có rất nhiều người nằm dùng, cộng sản nằm dùng đó. Nhưng mà vẫn là có những cái người mà có thể rằng là lậm giả thành chân nha. Tại vì đó, cái sự thật không có dối gạt được. Khi mà họ trở thành một người mà dân chủ mà họ là một cái người nằm dùng, khi mà họ tiếp xúc được cái sự thật nhiều, tự nhiên họ thấy cái đất nước nó tan nát như vậy. Họ thấy họ đã từng biệt bợm từ mấy chục năm qua như vậy. Họ thay đổi các anh à. Anh đừng có nghĩ rằng là các anh điều khiển được họ đâu. Khi mà họ đã cái tư tưởng họ, cái sự hiểu biết của họ, cái kiến thức của họ qua cái hệ thống internet này, thì họ sẽ trở thành một nhà đấu tranh thật sự. Mà cái chuyện đó nó có chứ không phải là không có. Thì nói thật đó, hồi nào tới giờ đó, TV có cái ý nghĩa, có cái ý nghĩ rằng cái chuyện mà các nhà cầm quyền đó cần phải đối thoại với người dân từ hồi nào giờ rồi. 42 năm qua rồi, các anh đã từng đối thoại với người dân chưa? Các anh muốn biết là người dân cần cái gì không? 42 năm qua rồi, các anh gửi người ra ở hải ngoại, từ thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư, biết bao nhiêu người như vậy, chào Văn Vũ ra. Các anh gửi người ra ngoài như vậy, với những cái chức vụ lớn như vậy, thử hỏi các anh có nghĩ gì về đồng bào không? Trong khi các anh đi ra ngoài hải ngoại, đi lại nước Pháp, đi lại nước Anh, đi lại nước Mỹ, các anh bị đánh tè tù, người dân không có ủng hộ các anh. Mỗi bước chân anh đi là người dân đi theo để mà biểu tình chống các anh. Và cái vấn nạn của đất nước chúng ta đến giờ phút này như vậy, 42 năm qua rồi, đó là cái vấn nạn rất là lớn thưa các anh. Thử hỏi các anh đi dưới cái sứ mạng là ngoại giao, các anh qua nước Mỹ chẳng hạn, mà các anh không được cái đồng bào tiếp đón các anh, mà đồng bào lại tiếp đón bằng cái cà chua hay là trứng chuối hoặc là biểu tình rầm rộ khắp nơi. Thử hỏi các anh đi ngoại giao làm sao các anh đạt được thành quả?
không cách chuyên ngành anh đạt được thành quả. Và người chủ nhà khi mà tiếp đón các anh cũng khinh các anh, họ khinh đó. Tại vì họ thấy đồng bào cứ biểu tình các anh, dân của anh, dân người Việt của anh, mà các anh không đến đó để mà giải quyết, không đến đó giải quyết cái vấn nạn suốt 42 năm này. Làm sao cái người mà chủ nhà mà tin tưởng các anh, dân các anh còn không tin các anh, thì làm sao các anh đạt được những thành quả về ngoại giao? Từ thất bại này đến thất bại khác thôi. Người dân thành ra đầu tiên đó, TV muốn thưa chuyện với các anh cầm quyền đó, là vấn đề đầu tiên đó là các anh phải tiếp xúc với người dân trước. Khoan cái vụ mà gặt hái những cái thành quả của ban giao đi, mà mình nói chuyện với người dân trước. 42 năm rồi chứ đâu phải là ít. Một cái vấn nạn rất là lớn, lớn vô cùng luôn. Tại sao các anh không có đủ can đảm để mà mở một cái hội chuyện để mời tất cả những đồng bào mà chống đối các anh? Thay vì nói đồng bào ơi, tôi là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nè, tôi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nè, tôi bây giờ tôi muốn mở một cái hội trường và tôi mời tất cả đồng bào đến tham dự để tôi lắng nghe những ý kiến của đồng bào, làm thế nào để chúng ta xây dựng lại một cái đất nước tốt đẹp. Chuyện quá đơn giản, 42 năm các anh còn làm không được. Chắc hết 42 năm các anh không dám đối thoại với đồng bào. Sự thật đồng bào đâu có giết anh. Bên Mỹ hoặc là bên Pháp, bên Anh, người ta có những người an ninh security guy rồi người ta bảo vệ các anh. Đâu có ai mà đụng đến sợi lông chân nào của các anh mà các anh phải sợ hãi như vậy. Tại sao không mở một hội trường, mời đồng bào đến, hỏi những người đồng bào hải ngoại cái nguyện vọng của đồng bào hải ngoại là gì? Đơn giản thôi. Thì từ đó mình compromise, là cũng như là mình nhường nhịn, mình nghe theo những cái ước nguyện của đồng bào, và mình có thể mình kể lại tất cả những khó khăn ở trong nước như thế nào mà có thể đồng bào mà hải ngoại không biết. Mình lắng nghe tiếng nói rồi mình đối thoại với đồng bào, cái đó mới thật sự là đối thoại. Tại vì những người mà ra mà đại diện cho đất nước toàn là thủ tướng, chủ tịch nước rồi tổng bí thư, những người đó họ có quyền lực thì họ mới có thay đổi được cái đất nước. Dạ chào bạn Lam Nguyễn, cảm ơn quý anh chị đến với diễn đàn TV 256. Phải không? Các anh hoàn toàn các anh xa lánh đồng bào. Các anh chấp nhận gọi là phải nói cái hành động rất là nhục nhã. Cái hành động mà đi cẩm hậu á, người ta gọi là hậu môn đó. Môn là cái cửa mà phía sau, rất là nhục nhã. Mà các anh chịu như thế 42 năm như vậy, đau đớn cho cái dân tộc Việt Nam của mình. Có những cái người mà cầm quyền như vậy. Thì hôm nay á, TV256 vì thấy rằng ông Nguyễn Xuân Phúc sắp sửa qua bên Hoa Kỳ. Nguyễn Xuân Phúc qua bên Hoa Kỳ vào cuối tháng này sẽ gặp Tổng thống Donald Trump vào khoảng ngày 30-31 gì đó, 31 tây tháng 5. Làm ơn đi, làm sao mà đánh dấu một cái sự kiện gọi là can đảm của nhà cầm quyền. Vì vậy không biết rằng là ông Phúc có đủ can đảm bản lãnh để làm cái chuyện đó. Nhưng mà đó là điều mong đợi của tất cả mọi người. Chúng ta không có thể mà để cái tình trạng là trống đánh xuôi rồi càng thổi ngược.
là nhà nước thì đi đến đó rồi lại bị đồng bào chống đối, là cái kiểu là chống đối xuôi chuyện không được nữa. Làm sao đất nước phát triển được? 42 năm nay gọi là đồng bào có thể là vừa đủ ăn thôi, chứ ngoài ra nếu mà phát triển thì không thể gọi là phát triển được. 5% dân số rất là giàu, giàu kinh khủng luôn. Còn 95% dân số rất là nghèo. Mà cái khoảng cách giàu nghèo đó nó rất là lớn, nó rất là rộng. Thì mình chia điều ra đó thì mình thấy rằng là cái lợi tức đầu người của mỗi người dân đó là cỡ khoảng 2.000 đô la theo cái những cái chỉ số kinh tế của cái chế độ cộng sản này, nó thống kê như vậy, chứ sự thật mình cũng chưa có tin tưởng mấy. Mà cái người giàu á, mà 5% quá giàu như vậy, thì 95% này mà mình chia đều ra á, 95% nghèo này mà chia đều ra, TV nghĩ là dân mình nó không có tới 1.000 đô la một năm đâu. Dân mình, cái lợi tức của người dân của mình đó, làm những vất vả khủng khiếp luôn mà không có lấy được cái đến 1.000 đô la một năm. Nhiều khi đó một tháng đó chỉ được cỡ khoảng gọi là 80-90 đô để mà sống thôi, hoặc là 100 đô trở lại để mà sống thôi. Người dân mình sống nghèo khổ như vậy bởi vì những người hải ngoại biết được những cái tình cảnh đó mà phải tiếp tục đấu tranh và đấu tranh để mà giải trừ cái chế độ cộng sản này. Tại vì cái đảng cộng sản này nó gây tội ác quá nhiều, quá lớn với dân tộc Việt Nam. Nó đầu độc gọi là những người Việt Nam là từ lúc mà còn nhỏ, từ lúc mà 3-4 tuổi đến 5 tuổi rồi đến vào mẫu giáo, rồi dạy những cái mà chào Hoàng Thị Linh nha, dạy những cái để thành trở thành gọi là cháu ngoan bắt hồ. Nó khủng khiếp như vậy. Cái đó là nhồi sọ. Mình nói thẳng ra cái đó là những cái chương trình nhồi sọ. Rồi từ mà tiểu học cho đến trung học, rồi đến đại học luôn đó. Lúc nào cũng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, rồi chủ nghĩa Mác Lê Nguyên, rồi vô địch bắc chiến bắc thắng. Các anh làm những cái trò đó là nó nhồi sọ, mà đáng gọi là sợ hơn hết là cái loa phường. Cái loa phường đó hàng ngày nó cái văng vẳng nó trên tay không. Thử hỏi trên thế giới này còn cái loa phường không, thưa quý anh chị em? Đâu có ai mà nhồi sọ dân bằng cái loa phường như vậy. Đến giờ này cũng chưa bỏ được. Từ 6-7 giờ sáng là cái loa phường nó lên tiếng rồi. Rồi đến có thể đến 10 giờ là nó chấm dứt. Rồi từ 3-4 giờ rồi nó đến 7-8 giờ rồi nó chấm dứt. Một ngày bao nhiêu tiếng như vậy. Đó là cái hệ thống là nhồi sọ. Rồi cả 700-800 tờ báo mà các anh nói đó, sự thật TV rất rõ điều đó. Gần như là TV 256 vào đọc báo thì các anh TV chỉ đọc một tờ thôi. Chả cần phải đọc. Nó có nè, nếu anh chị vô mà báo Việt Nam, nếu anh chị đọc nè, báo Nguyễn Xuân Phúc nè ha, Nguyễn Xuân Phúc ORG nè ha, rồi Nguyễn Phú Trọng nè, ORG nè ha, rồi Nguyễn Thị Kim Ngân nè, cha La Mỹ nè. Đó, nó là quý anh chị em chỉ cần đọc một tờ báo thôi, nó giống nhau hết trơn à. Những tin tức cái gì đó, nó viết giống nhau hoàn toàn hết trơn. Nó gần như vậy. Đôi khi thì nó hơi khác một tí xíu là Nguyễn Phú Trọng đó, thì vô Nguyễn Phú Trọng thì Nguyễn Phú Trọng có đi đây đi đó, hoặc vô Nguyễn Phú Xuất thì Nguyễn Phú Xuân Phúc thì có đi đây đi đó, nó hơi khác tí xíu rồi. Thành ra đó, dân chúng phán đoán không có sai đâu. Dân chúng nói thẳng là các anh có 800 tờ báo
Nhưng mà chắc không chỉ có một cái tổng biên tập thôi, một cái tổng biên tập thôi, đúng không? Đau đớn cho cái đất nước mình. Chỉ thị 37 của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn trong óc của TV còn nhớ. Chỉ thị 37 của Nguyễn Tấn Dũng là cấm tư nhân báo. Thành ra chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta hoàn toàn không có tự do báo chí. Thành ra tất cả những cái tờ báo mà trong suốt 42 năm đó là những cái tờ báo biệt, những cái tờ báo mà để nhồi sọ người dân. Nói trên đây đó, những cái người mà ở trong nước có Việt Nam đó, họ bị nhồi sọ mà họ cũng không biết họ bị nhồi sọ nữa. Mới đau thương cho dân tộc mình. Mà nó nhồi sọ mà nó cái hành xử rồi là vô văn hóa. Cái đau thương như vậy, mình đâu có thể nào mà mình hành xử những cái lời mà chỉ thề chỉ tục ở trên Facebook mà ở trên công cộng như vậy. Thế tất cả những bài viết của TV256 là nhào vô chửi, nhào vô là chửi, là mà chỉ tục tiểu vô cùng đó, tục tiểu mà kinh hoàng lắm quý anh chị em ơi. Chả biết tại sao mà một cái chế độ mà nó dạy người dân làm sao mà cứ hôm mở miệng ra là chửi à. Cái câu đầu tiên là nó chửi, mà chửi cá nhân con à, còn không có cái vấn đề mà tranh luận là cái gì hết. Nó gần như là nó không có hiểu được cái quy tắc của một cái cuộc tranh luận hoặc là một cái cuộc thảo luận đàng hoàng. Một cái tranh luận thảo luận đàng hoàng là mình phải tránh mình gọi người này bằng thằng hoặc là bằng mày hoặc là mình chỉ cá nhân người ta, mình cá nhân người ta là mình xúc phạm người ta. Trong khi đó lúc nào cũng vậy, gần như tất cả những cái mà comment với những cái còm nó của phía bên cộng sản là tầm bậy chứ không, chỉ bậy chứ không. Hãy cho họ biết bạn đánh giá cao điều đó. Cảm ơn bạn Thiên Trần ơi và 4 người khác dự chia sẻ. Thành ra hôm nay đó, TV nhắc nhở lại anh Nguyễn Xuân Phúc, nếu mà nghe đoạn video clip này, hãy nên gọi là mở một cái hội trường, mời người dân đến. Tại vì khi mà ông đi thăm, đi qua bên gặp Donald Trump thì ít ra ông cũng phải dành một ngày hoặc là nửa ngày để mà nói chuyện với dân. Mời đồng bào, tất cả đồng bào đến với hội trường. Đừng có sợ người dân đánh ông. Ở bên Mỹ này nó hay lắm, không phải là bất đồng chính kiến mà nó đánh nhau đâu, đúng không? Nhưng mà ông đừng có khiêu khích. Cái khiêu khích là khác ạ. Tôi nhớ là cái anh hùng mà đặng lên cái áo mà đỏ sao vàng đó, khi mà ảnh qua Lê Đình Hùng, ảnh đi Washington, ảnh bằng cái áo đó. Cái hồi ảnh về Cali thì ảnh không dám bằng, có thể bằng họ đánh, người dân đánh đó. Tại vì tất cả người dân vì là nạn nhân của cái chế độ cộng sản ấy đó, thì là nạn nhân họ phải sống chết để mà chạy khỏi quê hương. Bao nhiêu lần trên 500.000 người chết ở Biển Đông, họ biết chết, biết bao nhiêu radio nói, đài BBC hoặc đài Á Châu Tự Do nói, họ biết chết chứ, nhưng mà họ vẫn đi. Họ biết hải tặc họ vẫn đi, họ biết người ta gọi là không nhận đến quốc gia thứ ba nữa họ vẫn đi. Thành ra đó quý anh chị em ấy, ở trong nước đó, nhiều khi Việt Cộng mới nói rằng những người mà ra hải ngoại là những người hèn nhát, chứ sự thật ra họ không hèn nhát đâu. Người hèn nhát đâu có chấp nhận cái chết đâu,
giống như hai năm sáu phải đi bằng cái máy đu tôn đó, máy đu tôn là cầm cầm cái máy trên tay nè, rồi đẩy nước rồi đi thôi, là biết là cái nghe đu tôn nó nhỏ xíu à. Mới vừa ra là đã sống đánh mất dân văng cái lưu luôn rồi, cái lưu nước mất văng luôn rồi, nhưng mà vẫn đi thôi. Là người ta tìm tự do, người ta can đảm, tại vì người ta biết rằng là người ta sống không nổi trong cái một cái chế độ mà nó áp bức như vậy, thành ra trước sau cũng chết rồi, thành ra người ta phải đi. Thành ra đó, tất cả những cái gì mà bây giờ nó có Facebook rồi, mình mới tâm sự được với đồng bào trong nước. Chứ sự thật ra 42 năm nay đó, gần như là đồng bào trong nước mù tịt về hải ngoại, mù tịt về lá cờ vàng luôn, lá cờ vàng ba sọc đỏ mù tịt luôn. Người trong nước còn chưa biết cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ vàng tổ quốc đó. Nó có từ truyền thống từ thời Hai Bà Trưng, cũng là dùng cái màu vàng như vậy, chứ nó khác xa cái lá cờ mà đỏ sao vàng. Cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến, và cái lịch sử nó đã chứng minh như vậy, không có ai chối cãi điều đó được. Dòm theo cái cuộn phim mà Trường Chinh đi, cái Trường Chinh mà chiếu ở VTV One đó, trong nước nó cũng thấy nữa, chứ không phải là tại vì trong cái bộ phim đó nó có cái lá cờ đỏ sao vàng. Niệm nội như đó là cũng là bằng chứng là nó từ cái tỉnh Phúc Kiến, là nó có từ năm 1933 rồi, nó là lịch sử như vậy, không có thể tố cãi được. Đó. Người ta có từ năm 1933 mà bắt đầu 45 năm, năm 1945 mới dùng cái lá cờ đỏ sao vàng. Thì Hồ Chí Minh là mình phải hiểu rằng là tôi cũng có mấy bài viết, bài nói chuyện về Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tạo, đủ bằng chứng hết quý anh chị em ơi, đừng có nghi ngờ gì hết. 100% là gián điệp tạo. Phần đó thì mình không muốn nói nhiều, mình đã nói rồi, bây giờ mình chỉ tập trung về cái phần mà đối thoại. Thành ra TV nhắc lại, ngày 31 tây này, ô âm thanh hơi bị rè hả chú ơi, khó nghe lắm hả? Ô nãy giờ không có ai nói TV hết rồi, chắc phải nói gần tí xíu. Bây giờ nghe rõ chưa thưa quý anh chị em? Thành ra đó, làm sao đó quý anh chị em đó, chia sẻ cái đoạn video clip này đến ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để ông thực hiện cái hành vi can đảm. Tại vì khi mà ông đi đến đó, ông đi đến nước Mỹ, TV bảo đảm là ông sẽ gặp sự đối kháng của đồng bào Việt Nam. Mà thử hỏi anh đi đến đâu mà đồng bào Việt Nam nó biểu tình đến đó, thì làm sao ông gặt hái được thành quả ngoại giao? Không thể nào. Đồng bào mình mà mình không thương mình, làm sao mình gặt hái được thành quả ngoại giao? Thành ra bắt buộc mình phải đối xử làm sao cho đồng bào thương mình, trở thành một thủ tướng thật sự của đất nước thì đồng bào mới thương. Còn anh nói thật, anh không có phải là một người mà người dân bầu lên nữa, rồi làm sao mà đồng bào thương anh được? Thành ra, nhưng mà khi mà anh biết đó thì anh phải đối diện với sự thật, anh phải đối diện với sự thật và anh phải đối diện trực diện với đồng bào.
muốn tại sao các anh đó, tôi là thủ tướng nè, thì các anh tại sao cứ tiếp tục biểu tình để mà chống đối các tôi như vậy? Ý kiến của các anh là như thế nào? Các anh cũng là người Việt mà tại sao chống người Việt như vậy? Hỏi đồng bào coi cái ý đồng bào muốn như thế nào? Mở một cái hội trường ra, rồi có thể cho đồng bào đặt câu hỏi rồi anh trả lời. Đó là cũng là đối thoại. Đối thoại rất là tốt đẹp, không có sao hết. Mình phải có đối thoại mình mới hiểu được cái nguyện vọng của đồng bào hải ngoại. Chứ mình suốt 42 năm mà cứ tiếp tục hàng như thế thì làm sao giải quyết được vấn đề? Cái vấn đề nó đã 42 năm rồi, chúng tôi mới đây. Mà mình nhất định đây là mình không đối thoại với đồng bào. Đó. Đồng bào hải ngoại này cũng là đồng bào trong nước đi ra. Nó không có khác gì hết á. Tuy nhiên chứng minh cho anh chị em thấy đó, đồng bào trong nước chính là đồng bào hải ngoại. Mà tại sao khi nào mà đồng bào trong nước nó đi ra ngoài hải ngoại, nó là sử dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ? Chị Tạ Phong Trần cũng sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ đó. Chị Trần Khải Trần Thủy cũng sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhiều người lắm. Khi mà họ ra ngoài là họ sử dụng cái lá cờ tổ quốc thôi. Còn họ biết rõ là cái lá cờ phúc kiến, để làm sao mà họ chấp nhận được. Và khi họ sống trong nước đó, họ có sự lựa chọn. Tại vì sau lưng họ có cái súng AK, đúng không? Sau rồi họ có nhà tù, họ có súng, họ có nhà tù, thì làm sao người ta lựa chọn được? Thành ra khi mà họ ra hải ngoại đó thì họ mới lựa chọn được, là họ mới yêu thương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thành ra các anh đi cùng hết khắp thế giới thôi, nơi nào có người Việt các anh có thấy có một lá cờ đỏ sao vàng nào dám treo lên không? Mà đâu có ai chống cản, đâu có súng ngắn ngay sau lưng đâu, không có một người nào có súng ngắn sau lưng hết. Nhưng mà khi mà anh mặc theo một lá cờ đỏ sao vàng như vậy đó, thì sẽ có nhiều người, người ta cung cấp cái tài liệu cho anh là biết chắc chắn đây là cái lá cờ của tàu. Anh không có thể nào mà anh dùng cái lá cờ tàu để mà chống tàu được. Có thể tòa đại sứ có thể vận động được một số anh chị em mà làm việc cho cộng sản, để mà có thể có biểu tình để mà đưa ra một vài lần cái lá cờ máu thôi. Chứ sự thật nó thô bỉ lắm, không có ai thích dùng nó hết. Không có ai thích dùng cái lá cờ của tàu đó. Thành ra khắp cả thế giới này nó không có hiện diện của lá cờ đỏ sao vàng. Mà chúng tôi là những cái người mà yêu thương lá cờ vàng ba sọc đỏ, chúng tôi cũng đâu có súng đâu, chúng tôi đâu phải là chính quyền, chúng tôi đâu có một cái gì mà để mà hại người đó đâu. Người đó họ có quyền họ treo cờ đỏ, giống như Trần Trường đó, họ có quyền họ treo cờ đỏ ở trong cơ sở thương mại của Trần Trường, và họ có thể đưa cái hình Hồ Chí Minh ra nữa để ở trong trong cái cơ sở thương mại của Trần Trường. Trần Trường có quyền đó. Nước Mỹ tôn chánh đáng thứ nhất là có cái quyền tự do tư tưởng, đâu có ai chống Trần Trường đâu. Đó là chuyện đã xảy ra năm 1999, thì cách đây 18 năm. Và đồng bào á, cũng có cái quyền của đồng bào. Biểu tình Trần Trường lên tới 50.000 người. Đồng bào bao vây lại cái cơ sở thương mại của Trần Trường. Đồng bào có quyền. Đồng bào có quyền biểu tình. Trần Trường cũng có quyền gọi là treo cái lá cờ trong tiệm của mình. Và cuộc chiến đấu tới 55 ngày đêm này. Mà có những lần mà cao điểm nhất là có lên tới 50.000 người. 50.000 người ở Cali mà bao vây cái tiệm Trần Trường. Quý anh chị em thấy không?
Tại vì đồng bào yêu thương cái đất nước, yêu thương cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, biết rằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ tổ quốc của mình, thì mình phải thương, yêu thương chứ. Mình đâu có thể nào mà chấp nhận cái lá cờ đỏ sao vàng được, của chính Phúc Kiến được. Không bao giờ. Thành ra quý vị anh chị em nhắc nhở lại là phản đến cái ông Nguyễn Xuân Phúc nghe được cái video này, và khi mà ông nghe được á, có thể ông mở một cái hội trường để mà mời đồng bào lại, đặt câu hỏi với đồng bào luôn: tại sao mỗi lần tôi đi là các anh biểu tình, bây giờ tôi muốn đối thoại để mà giải quyết cái vấn đề đó. Tại vì đó, khi mà tôi đến nước Mỹ đó, tôi sẽ được đồng bào tiếp đón niềm nở, thì lẽ dĩ nhiên là chính phủ Mỹ sẽ tôn trọng một người thủ tướng như thế. Mà các anh làm như vậy đó, làm sao mà tôi mà nói chuyện với nước Mỹ được, nói chuyện với tổng thống Mỹ được? Các anh biểu tình đã 42 năm rồi, bây giờ ngày hôm nay là tôi gọi là muốn đối thoại với các anh. Dẹp cái ông Võ Văn Thưởng qua đi, cái ông Võ Văn Thưởng là ổng biệt rồi, nó biệt quá rõ luôn. Ông Võ Văn Thưởng đó là một cái tay gọi là trưởng ban tuyên giáo, nó biệt quá rõ. Tại vì ông Thưởng ông nói là ông muốn đối thoại với những người bất đồng chính kiến, mà bây giờ bất đồng chính kiến nằm trong tù hết trơn rồi, thì người ta biết ông biệt rồi, nó rõ như vậy. Biết bao nhiêu bất đồng chính kiến hồi nào các anh giết bao nhiêu người rồi, các anh giết biết bao nhiêu người rồi. Hoàng Khôi Minh, Trần Văn Bá, đó là cũng là những người bất đồng chính kiến đó. Mà anh gọi là anh giết hết, anh bắt rồi, Hồ Thái Bạch rồi đó, Lê Quốc Vinh luôn, các anh giết hết chứ, các anh đâu có để sống đâu. Cái thời đó nó xưa rồi, chỉ nhắc lại thôi. Biết bao nhiêu người bất đồng chính kiến. Thì hôm nay á, khi mà ông Phúc qua đó, là phải giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề mà hệ nhà cầm quyền ở trong nước đó, là chủ tịch nước, thủ tướng, tổng bí thư đi ra hải ngoại là bị bà con Việt Nam dây rồi là biểu tình. Các anh phải đương đầu với cái vấn nạn đó. Các anh là nhà cầm quyền, nhà cầm quyền phải có cái chính sách, chứ đừng có đổ lỗi cho người dân. Người dân không có tội tình gì hết đó. Những cái chính sách của các anh mà tốt đẹp, không bao giờ người dân dám biểu tình các anh. Các anh là một người đại diện thật sự cho dân, không có bao giờ người Việt mà hải ngoại biểu tình các anh. Các anh được dân bầu thật sự, là một vị thủ tướng thật sự, một vị chủ tịch nước thật sự, không bao giờ người Việt ở ngoài ngoại mà bị tình chống các anh. Đó là các anh có thể ghét tội người Việt bị tình, đó là chống phá quê hương. Không có ai dám làm những cái chuyện mà chống phá cái quê hương đất nước của mình. Còn ngày nào các anh không có bầu cử tự do, người dân không có được lựa chọn những cái người cầm lãnh đạo, các anh toàn là phong chức cho nhau không à? Có ai bầu ra ông Nguyễn Tấn Dũng đâu, có ai bầu ông Nguyễn Xuân Phúc nữa, có ai bầu ông Trần Đại Quang không? Các anh còn có chơi màn cái thô bỉ nữa. Mới bầu xong đặt cái tay lên bản hiến pháp kiên thể rồi đàng hoàng, vài ngày sau, một tháng sau tuyên thệ nữa. Các anh làm những cái trò hề lố bịch lắm, rất là lố bịch. Các anh tuyên thệ cái gì?
tại sao các anh không có đủ can đảm để mà làm một cái cuộc trưng cầu dân ý hoặc là một cuộc bầu cử tự do thật sự, người dân bầu thật sự các anh? Bầu cử thì người ta tìm ra được những người đại diện cho người dân. Các anh không có tìm ra được một người đại diện cho người dân, các anh toàn là chỉ áp đặt không à. Bởi vì bây giờ ở Hà Tĩnh nè, ở Nghệ An nè, đồng bào gọi là đói nè, đồng bào không có cá, không có cơm ăn nè, đồng bào đưa ra biểu ngữ mẹ ơi con thèm cá đa lần. Rồi các anh ở đâu? Nếu mà các anh là dân biểu nghị sĩ, các anh ở đâu? Nghị sĩ thì Việt Nam không có, các anh là đại biểu quốc hội đó. Đại biểu quốc hội thì giống coi như là dân biểu đó. Các anh phải bảo vệ người dân chứ, người dân đau khổ, các anh phải có cái người mà đại diện cho dân đó. Các anh không có ai mà 63 tỉnh thành mà chả thấy có người đại diện ở đâu đó. Các anh gọi là đại diện cho đảng đó nè, rồi tòa án các anh cũng vậy nữa. Tòa án các anh xử người mà cái ông chấm nói là đảng viên nè, trời đất ơi, các anh làm những chuyện quá thô bỉ. Rồi làm sao mà người tòa án, người chấm nói họ trung thực được? Rồi họ móc quạt, rồi họ ăn hối lộ, rồi đủ thứ hết trơn á. Thành ra đó, cái người mà có tội á, nhiều khi đó phay phay ở ngoài dòng pháp luật đó. Còn những người vô tội, các anh lại kết tội bỏ nằm trong tù, nó gọi là án oan. Án oan nó xảy ra rồi đó, biết bao nhiêu lần rồi. Tính đến bây giờ đó, TV nó dám bảo đảm các anh là án oan. Án oan của các anh mà thấy trên mặt báo đó, là có thể lên tới 20 lần rồi. TV đọc quá nhiều cái án oan rồi, 20 lần oan lắm như này các anh vẫn tiến hành rồi. Mà cái đó là mình chỉ thấy thôi, chứ sự thật ra đó gần như là cái đồng tiền đó là nó đi trước là coi như là coi vô tội thôi. Còn mấy người mà nghèo khổ á thì phải nằm trong tù. Cái đất nước nó bất công như vậy, nó bất công vô cùng luôn. Bởi vì người dân đứng lên khắp nơi trên toàn lãnh thổ, 63 tỉnh thành, anh thấy chỗ nào cũng có biểu tình, chỗ nào cũng có người dân than oán á. Là rõ ràng là người dân không bao giờ chấp nhận cái sự cai trị của các anh, phải không? Thành ra ráng đủ can đảm đi, chỉ còn có mấy ngày nữa à. Hôm nay là 25 rồi phải không? 31 tây, theo tôi nghĩ là 30 hoặc là 31 tây đó là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ ông Tổng thống Donald Trump. Mình không biết là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra, nhưng mà nếu mà mình muốn mà gặt hái được cái thành quả cho cái quê hương đất nước của mình á, mình phải ngồi nói chuyện với những người anh em của mình, những người Việt hải ngoại, mình mở một cái hội trường đàng hoàng, hội trường gọi là vào cửa rồi tự do, hiểu không? Rồi mình mời tất cả đồng bào đến cái hội trường đó, trình bày tất cả những cái ý kiến cho thủ tướng nghe. Tạm thời chúng tôi có thể chấp nhận cái ông là thủ tướng đi, người Việt hải ngoại cũng không có phải khó khăn gì điểm đó đâu. Biết rằng là ông là thủ tướng là không có được dân bầu, thì đảng bầu cũng được đi, tạm thời thôi. Nhưng mà anh có quyền đảng, nhưng mà anh có quyền để mà thay đổi về sau, thì người dân có thể cũng đồng ý thôi. Người dân không chấp nhận được cái điểm mà không có bầu cử trung thực, nhưng người ta vẫn chấp nhận có thể là nghe các anh nói.
và các anh lắng nghe cái ý kiến của người dân, và người dân lắng nghe cái ý kiến của cái người mà cầm quyền. Nhưng mà bây giờ TV nói thẳng cho các anh được đẹp mắt là TV gọi anh là lắng nghe cái người lãnh đạo. Thế hồi nãy giờ TV 256 đó, gọi các anh là cầm quyền không, chứ không phải là cầm lãnh đạo đâu. Lãnh đạo là TV dùng cái chữ nó tốt đẹp cho một cái hệ thống mà có bầu cử đàng hoàng, thì TV gọi các anh là lãnh đạo. Người lãnh đạo đó là người được dân bầu lên. Còn các anh đó cũng có bầu nhưng mà bị bợm không à. Người ta thấy rõ à. Nó dễ thế. Cả thế giới người ta rõ điều đó đó. Bầu cử mà không có vụ mà 90 mấy %, 90 mấy %. Người nào cũng 90 mấy %. Các anh làm chuyện nó thô bỉ lắm. Ai cũng biết là các anh là những con còn bầu thay cho bài đặt màu mè rồi để mà tốn tiền của dân suốt mấy chục năm qua rồi. Người dân đâu có ý kiến khỉ gì đâu. Người dân đâu có quyết định cái số phận của mình đâu. Người dân đâu có bầu được người đại diện thật sự của mình đâu. Các anh bắt người dân nên là phải có đảng. Phải có đảng mình mới được bầu. Phải là đảng viên. Cái chế độ gì kỳ vậy? Trong khi là 95% dân số là dân không à. Mà tại gia sao dân không phải được ứng cử mà phải là đảng viên mới được ứng cử. Rồi các anh cũng màu mè cho 5% là có người không đảng được vào đại biểu quốc hội. Làm sao mà nó nhục nhã lắm các anh ơi. Đồng bào người ta biết hết rồi. Đừng có làm những cái chuyện đó. Nhưng mà ráng nghe lại TV 256 đi. Đúng không? Mở một hội trường đi. Rồi mới biết được cái ý nghĩ của người dân ở hải ngoại như thế nào. Rồi người dân biết được cái ý của người thủ tướng như thế nào. Rồi đó thì mới tốt đẹp được. Rồi mới có thể là thông cảm, rồi là chia sẻ những cái điều mà thiếu sót với nhau. Rồi mới giải quyết được vấn đề chứ. Chứ đâu phải để mà 42 năm mà tồn động như vậy mà cứ tiếp tục thôi. Tiếp tục các anh làm như là chuyện không có vậy đó. Nó vô lý vô cùng đó. Nói thật đó, đồng bào ở ngoài rất muốn lắng nghe gọi là một người thủ tướng nói chuyện thiệt đó. Mà ông chừng đó, khi mà anh mà sợ là bộ chính trị nó không cho anh. Bộ chính trị nó không cho anh mở hội trường đó. Phải chịu cái nhục. Bộ chính trị nó sợ anh mở hội trường đó rồi thấy được cái khí thế của đồng bào đó. Cái ông thủ tướng đó, ông nói mà nên bây giờ cho cái đất nước gọi là dân chủ hóa cái đất nước, dẹp bỏ cộng sản. Sợ anh tuyên bố như vậy đó thì nó ngược lấy cái đường lối chủ trương của đảng. Tại vì nói thiệt TV thấy bế tắc hoàn toàn. Nó bế tắc hoàn toàn. Cả một cái thế giới chủ nghĩa cộng sản đã bị sụp đổ. Và nghị quyết ở Âu Châu đó gồm có 28 nước, bây giờ thiếu Anh thì còn 27 nước. 27 nước đã lên án cái chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa tội ác, chủ nghĩa diệt chủng. Và Tổng thống George Bush là đưa một cái từ để mà nói là để mà nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản là 100 triệu người. 100 triệu người mà nó dựng ngay ở Washington DC đó. Thì TV nghĩ rằng là ông Trump ổng đâu có muốn mà tiếp một cái tên cộng sản như vậy. Chủ nghĩa nó giết 100 triệu người mà làm sao mà. Nhớ là ông Trump ổng có bà vợ đó là cũng là một cái người gọi là tị nạn cộng sản đó nghe. Ổng rành chủ nghĩa cộng sản lắm. Bởi vì
Nói thật, ông Trump cũng không có thần thần tạo cộng đâu. Ông có thương thì thương người dân đó. Người dân đang bị cái chế độ cai trị như vậy. Chứ sự thật ông Trump cũng không thích kỳ thị người tạo đó. Nhưng mà ông không đồng ý những cái sự mà cai trị giả mang của người tàu đó. Những người bất đồng chính kiến đó là những người mà pháp luân công đó, rồi họ giết, rồi họ lấy nội tạng, rồi họ bán, rồi kinh hoàng lắm. Ngay cả họ còn quảng cáo thay tim, nó quảng cáo bên Trung Quốc gì đó. Mà họ cho giá ra thay một cái tim đó là phải mất 90.000 hay là 100.000 như TV đọc cái quảng cáo đó. Kinh hoàng thì một cái tim mà họ thay đó. Lấy tim sống ở đâu thay thì bắt đại cái tù nhân pháp luân công rồi mổ ra rồi gắn cho người khác thôi. Thay tim, thay thận, thay gan đủ, đủ thứ. Bên Trung Quốc mới làm được đó. Những cái tù nhân mà lên án mà tử hình rồi đó, mà người ta không có tội gì đó. Người ta chỉ là người ta tập pháp luân công thôi. Mà nó cấm pháp luân công rồi, bây giờ nó hành xử pháp luân công thì nó bắt thôi. Giống như bên Việt Nam đi chăng à, Việt Nam cũng có pháp luân công nhiều lắm. Rồi họ bắt, rồi họ đánh đập, rồi họ xịt nước nữa. Đó là những hình ảnh đó, quốc tế thấy hết. Cả nhân TV cũng thấy, xem những tin tức để thấy. Hỡi ơi, một cái đất nước mà vô luật pháp như vậy, muốn làm cái gì thì làm, đến đó mà người pháp luân công người ta rất là hiền lành. Những người mà tham dự pháp luân công họ rất hiền lành, họ chỉ tập thể dục thôi, hiểu không? Mình để cho mà sức khỏe tiến bộ thôi, chứ họ đâu có làm cái gì đâu. Mà họ rất là hiền nha, họ rất là hiền. Mình nói như vậy đó. Rốt cuộc họ đánh đập, bị đánh đập tàn nhẫn. Phải giải quyết các anh ơi, đừng có để cái đất nước này nó vào tay thằng Tàu sắp tới. Thành ra đó, nguyện vọng của người dân là dân chủ hóa đất nước và giải tán cái đảng Cộng sản. Nói thẳng ra như vậy, TV256 nói thẳng ra, cái đó là ý dân rồi. Quý anh chị em đó, ở trong nước đó, thấy nổi lên khắp nơi hết á. Hoàng Kỳ tung bay không mấy ai sợ nữa. Mà không khéo